Cơm Hero xin mến chào các bác và anh em nhé. Hôm nay rất là cảm ơn chú Khoa. Vâng, rất là cảm ơn chú Khoa, chú ở thành phố Hà Đông, Hà Nội đến ủng hộ bộ Hiếu Minh cũng như sắm cho gia đình mình một bộ dàn karaoke rất là chất lượng, trị giá gần 100 triệu đồng các bác anh em nhé. Với cấu hình bộ dàn gồm một đôi loa HK đến từ thương hiệu Đức. Đôi loa này trị giá là gần 40 triệu đồng các anh em ạ. Đôi loa rất là cao cấp. Cùng với đó là combo các thiết bị cao cấp đến từ thương hiệu DB Acoustic, gồm có một tủ đẩy công suất DB Acoustic 4.25 4 kênh Class TD, một chiếc vang số S800 Plus, một chiếc micro không dây cao cấp K8200 và một chiếc quản lý nguồn DB Acoustic SP10 Pro các em nhé. Cùng với các thiết bị như trên thì bên em còn ghép cho chú đó là một chiếc súp đến từ thương hiệu JBL ZRX118S, súp 50 các em ạ. Đây thì cái cấu hình nhà chú đây, trị giá tổng toàn bộ bộ dàn này là gần 100 triệu đồng. Với căn nhà của chú mới về rất là khang trang đẹp đẽ, nói là lớn nhất Hà Đông đấy. Không, nhà đẹp. Đây là tầng 5 của chú các em nhé. Phòng chú cảm âm, nghe nhạc trong lúc nghỉ ngơi. Thì một lần nữa, cửa hàng Hiếu Miro xin chân thành cảm ơn chú Khoa. Rất là cảm ơn chú. Dạ vâng ạ. Đấy thì mời các bác anh em. Dạ vâng. Công ty bên cháu là Hiếu Minh Auto chú ạ. Hiếu Minh. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì anh em đã hoàn thành lắp ráp cho chú. Một lần nữa rất là cảm ơn chú nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu các sản phẩm của Hiếu Miro. Và sau đây xin mời các bác anh em tham khảo bộ dàn của chú ạ. Mình đem xuống tấm bông bay, gió giăng kín nói nhớ bóng đầy. Anh đang chắc rằng về từng ngày em ơi.